thầy mặc đồ phong cách Nhật hoài không thấy nóng à? Bố tao đi dạy lúc nào cũng mặc kimono với váy cho ra dáng giáo viên run ZX, nhưng lúc tan làm thì đưa vợ đi mua sắm. Đưa con gái đi ăn. Đưa con trai đi đá bóng. Đấy, Jun Z có cả sản phẩm từ mùa hè đến mùa đông cho bố tao mà. Đưa con trai đi đá bóng à? Đá bóng không phải đá bóng.